bác các chị giúp được làm cái này rồi, trồng trâu không làm được thì anh em ngồi nó nói thế. Vâng. Thế ông có không có ông cho ông thông gia làm cho trước. Vâng. Căn bản là có kiến lửa này không ạ? Kiến này đốt đâu đó? Ôi ôi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì cháu được xuống nhà hai ông cháu thì nắng rất là đẹp cùng cô bác này. Và nắng đẹp như thế này thì cháu Lực cũng đã hẹn với lại là anh em đội sơn là sẽ lên sơn nhà rồi các bác. Đấy, tuy nhiên là hôm qua buổi sáng nay các bác ạ, mấy anh em thợ sơn lên thì có là đem là nhầm sơn các bác. Thành ra là mấy anh em thợ sơn lại tiếp tục là quay trở về để mà đổi cái phần sơn nhà này. Đấy. Màu của sơn nhà thì trước cháu Lực cũng đã chia sẻ rồi. Ở bên ngoài thì cháu Lực sẽ sơn là cái màu là nó sẽ hơi tối một chút cô bác. Màu nó vẫn thuộc dạng là màu trắng sứa của bác, nhưng mà nó sẽ hơi đậm hơn so với lại là màu ở bên trong nhà. Đấy, tất cả thì đều là sơn mịn hết. Còn là những cái phào chỉ này của bác này, những phào chỉ này cháu Lực sẽ lựa chọn là cái màu sơn là màu cà phê này, để cho nó nổi, đánh nổi cái phần phào chỉ này. Còn ở bên trong nhà thì cũng theo như là ý kiến của ông ấy, thì ông có muốn chọn là cái màu sơn trắng đúng không bác? Thì màu sơn trắng hoặc thì khi mà mình sơn thì nó trắng quá, cho nên là cháu Lực cũng đã tư vấn với ông là sẽ sơn là màu là nó trắng sứa của bác, nó sẽ hơi nhạt hơn một chút so với lại là màu trắng hoàn toàn. Đấy, cửa kiếc mọi cái hiện tại là mấy anh em thợ là cũng đang trong quá trình mà đi vào làm cửa của bác. Thành ra là cửa sẽ phải đợi đâu đó mất tầm độ một tuần nữa. Tại vì là không chỉ là nguyên phần cửa này cả các bác ạ, cả cái phần là mái hiên này nữa. Cái mái hiên thì hôm nọ thì cũng được hai chị là Nguyệt Thúy là tiếp tục là hỗ trợ thêm các bác ạ. Nhà của hai ông cháu thì sau khi mà hoàn thiện là phát sinh là thêm là khá là nhiều thứ nữa. Phát sinh thêm là cái phần là mái hiên và ở bên trong nhà mọi cái nữa. Mấy hôm nay thì có vẻ như là dưới này là ông ngắt nước đi các bác ạ. Ông là ngắt nước đi rồi. Đấy, tất cả mọi cái thì sau khi mà lắp cửa xong các bác, nếu mà cần mua thêm cái gì thì cháu Lực sẽ mua. Còn cho hiện tại là vẫn đang trong quá trình mà chờ đợi cửa thì cháu Lực sẽ không có lắp. Vừa rồi thì ông có đi ra kia là lấy được mấy quả chuối này về này. Chuối này phải là để nướng. Nướng thì mới ăn ngon. Nướng hay là luộc ấy các bác thì mới ngon được. Ăn nó không bị là sót bụng. Đấy, công việc của các bác thợ thì hiện tại là đang giúp cho ông là làm cái chuồng trâu của bác. Chuồng trâu của ông thì ông sẽ dựng ra là phía bên kia. Hôm nay là anh Phòng là không đi làm hả bác? Đi lấy một tí lúa nhất. Vâng. Hôm nay là nhà bác là thu lúa hả bác? Vâng. Thế là công việc của bác hôm nay là chỉ nguyên được lúa thôi à? Vâng. Này hôm qua là cũng thấy là bác với lại là anh là cũng dùng cái máy cưa này các bác này. Cưa tạo thành những cái lỗ này các bác này, những cái lỗ này trước rồi. Bây giờ là chỉ cần là gọi là đục nó ra thôi. Cái này là nếu không dùng cái máy cưa thì mỏi tay ấy, chú nhỉ, mỏi tay đấy bác nhỉ? Vâng. Lâu hơn. Những cây này thì nó còn là mềm ấy, nếu mà gặp những cây mà cây cứng các bác, thuộc dạng những kiểu hố nghiến ấy, là đục phải nói là nhe răng ra thì mới được một tí rồi. Cây này không biết cây gì mà cây này cũng cứng hả bác? Vâng. Ông thì vừa rồi là đang hiện tại là đang cho lợn ăn quá.
Cái này bác không lấy bạt ra đây che hả bác? Không có đoạn cây nào còn có bạt, bạt nữa không? Bạt chắc là còn chứ hả? Bạt đây. Không thì lấy bạt, bác phải lấy bạt che này làm nó mới mát hơn một chút. Chứ nóng quá. À, tận dưới kia à? Không, không thì ông đi lấy bạt làm trước hay là bây giờ ông đi đâu trước? Chặt cây trước à? Rồi, cháu cho ông nhá. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các em, các chị nhá. Hôm nay tóc của ông, mấy hôm nay tóc của ông hơi dài rồi nhỉ? Dạ, đấy. Cắt một lần rồi. Vâng. Bạt ở dưới kia có ấy bác ạ. Nên là tí bác lấy bạt về bác cho buộc này. Buộc cho nó đỡ nắng một chút bác ạ. Mà nắng. Ok, người chắc là đi chặt dưới cái chiến to lắm phải như ông thử đi, cưa đi. Cưa, máy cưa mới được à? À, thế là bây giờ ông đi chặt cây nào? Chặt cây dưới kia à? Thế là cây của ông vẫn còn thiếu à? Thiếu 3-4 cây. Vâng. Thế bây giờ là hộ ông là đi xuống đấy chặt rồi. Chặt cây cột đó các bác. Con dâu của thông gia ở đâu? Như ra bên trong đây. Trong thời điểm hiện tại thì đang đợi cửa của bác, cho nên là đi xuống nhà ông là ông phát sinh ra thêm những công việc gì thì có giúp ông được thế thôi. Đây có lẽ là sau này hoàn thiện nhà thì nếu mà như tân gia thì phải đợi ông là hoàn thiện thêm là cái chuồng trâu nữa. Ông nâng một chén một miếng thun mới đi được. Vâng. Đi làm dưới lâu ấy. Vâng. Phải treo lên cây bụng. À. Dây buộc xong mới chặt. Vâng. Đi kéo đi đâu nó mới đi. Ừ. Chặt bên này đủ bên này nó được lúa à. Vâng. Nếu mà gạt xong thì có thể chặt thoải mái không nhỉ? Mới mà cần bao nhiêu đấy. Cần làm bao nhiêu à? Vâng. Ông này bảo là còn thiếu loại cột này này cô bác này. Loại cột này là 4 cột nữa. Còn thiếu cái loại này là thêm là 4 cột nữa thì mới được. Con mình thì nhiều lắm. Vâng. Làm mấy bộ cột này xong sợ hết là 16 triệu đấy. Làm mấy bộ cột này là cũng mười mấy triệu không? Rồi nếu như mà cái bộ cột này như ông vừa chia sẻ đấy cô bác này. Nếu mà gia đình mình không tự có cột, không có tự có cố đấy, không có tự có gố đấy. Là đâu đó là mua là cũng phải mười mấy triệu đấy. Mười mấy triệu là còn chưa có tiền là pro này. Ông kia làm bán là 16 triệu. À, ông kia làm bán là một bộ là 16 triệu không? Vâng. Mà nó đục xong thì mình lấy mua về thì cứ dường thôi. Vâng. Là 16 triệu. À, thế là mình có gố như này thì nó sẽ rẻ hơn không nhỉ? Mình tự làm ấy. Gố này cũng phải, mình hết phải hơn chục triệu. Vâng. Đấy mình không có gì để pro nữa. Mình cứ tìm ăn uống không nói. Vâng. Như mà nếu mà bây giờ để mà hoàn thiện được một chuồng trâu ít nhất phải lúc giờ tầm độ 20 triệu các bác. Nhưng mà nếu mà mình không có cột đấy. Còn nếu như ông có cột như này thì chỉ có gọi là tiền pro này thêm là công thợ nữa thôi. Tầm pro tầm rơi là 3 triệu, công thợ là thêm là 4 triệu nữa hay sao ấy. Và như về cái phần cái khoản này đấy các bác. Thì hiện tại là cái phần kinh phí ở trên kênh thì là không thể đủ để giúp đỡ được ông nữa. Thì cái phần này thì ông sẽ lại tự phấn đấu để mà ông hoàn thiện. Tự phấn đấu đấy, nếu không làm mà bác chỉ giúp được làm cái này rồi trồng trâu không làm được thì anh em ngồi nó nói thế. Vâng. Thế ông có không có ông cho ông thông gia làm cho trước. Vâng. Ông mới đi kiếm tiền sâu già sâu có thế là lúc đấy. Thế là cái phần này là ông của bác ạ. Đấy, tất cả mọi cái cột gọi như là về cây cối thì ông cũng phải là bỏ tiền mua đấy, nhưng mà về cung thợ đấy, cung thợ thì là ông lại thuê là anh Phong với lại là bác để làm. Nhưng mà cái này thì thuê để mà ông gọi là ông nợ trước thôi, còn về sau thì ông mới giả của bác. Ông cũng nghĩ được rằng là bây giờ hiện tại thì nhà cửa thì các bác đã giúp rồi, còn nếu mà mình không có làm được một chuồng trâu đồng hoàng thì cũng như kiểu là làm trâu như kiểu gia súc gia cầm không có chỗ để mà ở đấy cô bác. Đi đường nào ông nhỉ? Đi đường này à?
số công tôi giao lấy hai cái. Vâng. Chặt mới nhanh hơn hả ông? Mấy người một pin. Vâng. Những cái phần ở bên này này các bác này, thì chỗ hiện tại cháu Lực đang đứng là sau này là cái mái hiên là nó sẽ rơi vào tận đây. Chỗ này thì để lúc nào mà và bây giờ là mới chuẩn bị hoàn thiện nhà đó các bác. Thì dần dần là ông ở nhà thì những lúc nào mà ông rảnh rỗi ông sẽ khắc lấy đá về xong rồi tự kè. Nhà mình ở thì không phải là làm cho xong là để đấy cả, mình cũng phải có trách nhiệm đối với lại là cái ngôi nhà mình ở thì nó mới bền được. Người ta bảo là cái câu mà của bền tại người đấy các bác. Kể cả bây giờ mình có mua vật liệu mà tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà mình không biết bảo quản thì nó cũng chỉ được đâu đó một thời gian thôi. Còn lúc sống mà kia ông kè từ đây lên. Ông kè từ đây à? Dùng lên đi. Nếu mà ông kè từ đây thì sau này là sân của ông là cũng rộng lắm ấy nhỉ ông nhỉ? Vâng. Ôi là khoai này to đấy ông? To. Đây này, khoai này không biết là khoai gì mà lá mà phải nói là to ngang mặt luôn này các bác này. Cái này không lấy cổ nó giờ nó không bị to dài mấy sợi đấy. Cái dây nó. Vâng. Lúa ở nhà ông thì tầm tuần hết là gạt rồi. Cái bảy bao lắm mà. Vâng. Cả năm mà để mà đủ ăn hay không thì là chỉ có thủ thuộc vào là những cái thửa ruộng, thửa nương này thôi. Mà nó không bị lép là vẫn rất tí này. Vâng. Hạt nào là có bông nào tốt đấy, là bông nào bông lấy cũng đều rất là tốt, nhưng mà năm nay thì hầu như là đa số là bị như kiểu bị héo bông ấy các bác, nó bị khô rất là nhiều. Vâng, đấy này. Là bông trắng này không nhìn. Đấy, những cái bông này là coi như là hỏng này. Mặc dù nhìn là vẫn rất là nhiều hạt các bác, rất là nhiều hạt thóc này. Cái này là xà không? Nó ông bảo là ông năm sau ông định đào ao cá ở đâu? Dưới này. Dưới này à? Sau đây ông làm đây một ao cá nhỏ à? Nhỏ, gấp cụt đi nhầm cái này. Nhưng cái chỗ này là hôm nọ là anh em ra hộ ông bác ạ, bác cụt. Thành ra là giấm chú à? Chú về kia rồi. Ông định chặt cây nào đây đây? Này đấy. Chặt cây to này á? Này luôn. Tưởng là ông chặt cây to thì hai ông cháu thì... To này. Tháng 10, tháng 1 đi chặt. Vâng. Mấy cao nó không có rồi. Ôi kìa, vẫn có ông. Có mấy... Ít nước quá ông ạ. À. Ông phải cho nó nhiều nước thì... Cái này cả lúa xong mới đắp bơ xong mới... Thả nước nhiều không nhỉ? Mấy bên này nó đổ bên này đấy nhỉ? Ông muốn chặt cho nó đổ bên nào? Bên dưới này đúng không? Sang bên kia thôi. Sang bên kia? Mà cái dây kéo lên kia. Vâng. Bây giờ kéo xuống dưới lên được không? Vâng. Thế bây giờ phải lên trên mình chặt cái cành nó ra không? Lên được à? Dạ. Treo được à? Thế để cháu treo như nào? Đi chặt. Ôi nhưng mà chặt bớt một tí cành thôi không nhờ? Vâng. Bây giờ là phải. Đây để cháu treo lên cho. Ông ở dưới này nhá. Ông đội tạm mũ của cháu tí đã. Đối với những cái việc mà để mà trèo cây này các bác này thì thật sự ra là nó quá là bình thường luôn. Bởi vì là cháu phải đeo cái dao này. Đeo cái dao đấy không? Đi chơi chèm kia. Ui ui. Ngả đầu đi nó. Thế ông lấy cái dao đấy thôi cháu. Con dao này là ông còn chế là ui. Sắc lắm không? Nói chung là quay trở lại cái công việc này này cô bác này thì hồi nhỏ thì cũng hay trèo cây lên trên để mà trèo được không? Nếu không được thì ông trèo. Cháu trèo được mà. Cái cây trên này ông trèo. Cây nào ông? Còn cây trên. Úi giời ơi. Đúng không?
Chứ cho bà hơi khó một chút. Nếu buộc cái dây thì chặt cái keng bên này, cứ như kéo đi sang bên kia thôi. Vâng không? Con sâu à? Giật cá mình, không biết đâu. Chắc không phải đâu ạ. Không phải đằng sau đâu. Có kiến lửa đấy không ạ, đây ấy. Chặt nó ra đi. Căn bản là có kiến lửa này không ạ? Kiến này đốt đâu đó? Ồ, có phần kiến, kiến đổ. Hạy, à. Ây da, được rồi. Được rồi ông ơi. Ui, chưa buồn à ông? Nào hông này cháu nào. Chắc chưa? Trên này là có kiến lửa nhiều quá các bác ạ. Thì ra là không chặt được cành nhá. Ông đội mũ đây không quen nhỉ? Đây, cháu giả ra cho ông này. Nếu cứ đeo đi, ông khó có một cái. À, ông đeo quen nữa này, cháu không đeo không quen này. Bây giờ cháu, ông ở đây chặt cháu ra kia kéo nha. Chặt nó sắp đổ thì ông ra với cháu. Đi, kéo đi xong, bên này, hay là xuống đây, xuống đây để mắc cái cầu. Ở đây tí nó vẫn đập, đập đường kia không ạ? Thì nó kéo ra bên kia đâu không ạ? Kia là cháu kéo được không? Nào mà sắp đứt thì... Kéo còn nếu mà kéo sang bên này thì lại đơn giản này ông này. Nó lại mắc cái chậu kia thôi. Cái cây này là cây xoan các bác ạ. Cây xoan này thì người ta cũng hay lựa chọn để dùng để làm cột nhà này, cũng như là giường tủ mọi cái nữa. Cho đổ đi hướng nào không? Kéo đi. Nó trúng lúa trúng một tí rồi, cho nó đi đường này rồi. Vâng. Cái này chắc không kéo đi đường nữa. Thế ông mà chặt đấy nhá. Cháu ra bên này cháu chặt lâu đấy. Ra bên này cháu kéo. Ô, cứng lắm mà. Tí nữa chặt gần đổ đi ông bảo nhá. Lâu đấy. Lúc nào mà chặt gần đổ đi ông bảo nhá. Trên này có một con dao nữa không? Đây không? Đây không? Đây vào trong rừng này thì hay thường nặng. Mùa này thì hay có những cái loại này rất là nhiều này các bác này. Cái này dính quần nó rất là chắc. Cây sẽ cứng lắm. Cái cây này là để mà trồng ngâm rượu sao không nhỉ cái này? Cây này trước là để ngâm rượu hay là để mà nấu kia cũng được các bác này. Trước là người ta có bên sáng người ta cho trồng cái này ấy.
cho bên xã trồng, cho trồng một hạt nó để phơi khô cân 300 dưới. À. Ít có không ai lấy được. Vâng. Ôi ơi, con sâu này ông ơi, nhìn ghê quá đây này. Bò này. Nháo nhúc. Không biết là các bác nhìn thấy cái con này có ghê không các bác này. Bò xuống này, vừa rồi may chú lực lên mà không chạm chúng. Con sâu này thì nó không phải là con loại con sâu ngứa các bác. Đó là con sâu ngứa kia, nó có một con nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là ngứa con đấy ấy. Ui, cây này nhiều sâu phết đấy ông ạ. Đây một con này, dưới kia một con này. Tay dưới tới tay của ông nhá. Sâu này không nhớ được. À, sâu này thì cũng phải là sâu ngứa đâu. Bám cây. Thế là mấy cưa. Mấy cưa chặt thì đổ nhanh không nhỉ? Cái kia này mấy cưa kia mới làm. Wow. Nay thì anh Phòng mà không có ở bác, anh Phòng ở thì nhờ anh Phòng là xuống đây cưa cái này được rồi. Cái nắng vào đi gần lũ đi. Vâng. Lũ nếp bên kia mà hai ba thử. Mai này kia thì không được rồi. Đúng hộ người ta. Cái xoan này thì nếu mà để là nó cũng được giá hơn đấy ông ạ. Dạ. Cái xoan này vâng, người ta chặt đi làm cửa để làm giường nữa. Nhiều lắm. Xoan này thì nó có hai loại các bác ạ. Một loại là xoan đỏ nó đắt hơn. Còn là một loại thì xoan trắng thì nó rẻ hơn. Cái xoan này là xoan trắng à ông nhỉ? Chứ ông qua đây hả, nó nhiều. Nhưng ông ấy trồng thôi mà. Vâng. Thế là trước là cũng ươm đấy ông nhỉ? Ươm. Này bây giờ phải chặt đi xuống chỗ ông là nhiều hơn đấy nhỉ? Tí nó kéo thì mới. Bây giờ tí nó chặt được một nửa thì mới đi kéo sâu các bác ạ. Cái loại này là cũng không có mọt mấy đâu cô bác ạ, loại này. Cái này là da nó đắng lắm. Vâng. Được một nửa chứ không? Chặt xuống thế này. Cái này làm cột nhà cũng chắc đấy ông nhờ. Kéo lại đi xuống hơn dưới không nhờ. Chưa kéo được ông ấy thôi. Có lẽ là bây giờ là sắp đổ rồi bác ạ. Ông thì đang ở dưới kia chặt, còn cháu lực xây ra bên này là kéo để cho nó đổ ra hướng bên này. Ông còn kéo cho nó xuống bên dưới một tí. Xuống bên dưới này không? Ừ. Ôi ôi. Sắp đứt chưa ông? Đứt. Hai vạ. Đó. Hai vạ. Ôi ôi. Chưa được đâu ông ơi. Còn chưa nghiêng một tí nào không ạ?
À, cháu đi cứ tưởng được rồi các bác ạ, ra đây kéo kéo hiu hiu. Chắc là chặt được có một nửa đấy mà không nhỉ? Ông bên mình xuống dưới đi. Nó kêu rồi. Chọc kéo nhá. Thấy lung lay một tí được không ạ? Ông này chặt thêm nữa. Bây giờ thì có lẽ là sẽ phải chặt thêm một chút không? Lúc nào? Chút một chút đấy cô bác ạ. Chút là gì? Quả sinh phẩm quay thô lắm. Ui. Hai. Ui. Sao đẹp? Đẹp. Hai. Ui. Đó. Hai. Ui. Chưa được. Chưa được đâu ông ơi. Kéo phải là phóng với cả tay lên rồi. Này là một tí là cái ngọn của nó chắc phải đập vào lúa của ông một chút đấy. Ý ôi. Ôi, ôi sắp đổi sao ông ơi? Sắp đổi. Ôi, đây, 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 ôi, 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 ôi. Ôi, ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Vừa rồi đáng nghe nó phải ra hướng bên này cơ nhưng mà kéo được rồi. Kéo không kịp rồi. Hỏng lúa nhiều không ông nhỉ? Thế nào? Ôi ôi. Cái này là chắc phải hỏng mất mấy cân rồi không ạ? Cân. Còn mình thì không sao. To là nó biết cũng đâm đi đấy. Không như mình tính rồi các bác ạ. Đi ra một bên một chút rồi. Bây giờ chặt cành nó kéo cành ông nhỉ? Chẳng thấy kèm bây giờ. Ông đi vào tận trong kia đi. À, ông chặt nhá để cháu kéo nhá. Ôi. À. Ô, con bò xít nhiều lắm. Cái loại cái cây này nó cũng có quả đấy cô bác, cây này. Nặng không? Nào. Nào để cháu đâu.
Ui rồi, bên kia dao bên kia hỏng nhiều đấy không ạ? Phải nhấc lên nên nó mới kéo nó mới không hỏng không ạ? Thấu vào đi nào bác ạ. Đây là cái thầm nó đi bầu rồi. Nó mắc cái nào không? Cây thì là chặt đổ xuống rồi, ngày mai thì ông sẽ đi nhờ thêm người về để cùng ông vác cô bác ạ. Còn là hai ông cháu thì không có vác được đâu. Này mà nếu mà không có lúa mà gạt hết thì các bác kéo đổ trên kia thì nó dễ dàng hơn. Cá của ông sợ chạy hết đi đâu không? Cá này sợ chạy hết đi đâu ông nhỉ? Hỏng hết là đúng ông rồi. Tiếc quá. Tiếc quá của bác ạ. Sau cái thời gian mà hai ông cháu chặt cây thì bị đổ vào, không may là bị đổ vào cái ruộng của bác này, bị ảnh hưởng sau đó tầm đậu vài cân thóc của ông rồi. Trong ruộng này hiện bây giờ còn tầm bao nhiêu con cá không? Cái này là chặt cái ngọn này đi đâu nhỉ? Cho chặt đây luôn không mày ơi? Dạ? À. Vâng. Cái mế đây à? Cái to có chặt đâu không? Cái này là bây giờ chỉ có đi làm củi nhỏ này đấy. Thank you.
Này thì bây giờ mai trời, cầm đế đi. Đông người quá bác, đông người thì mới nhấc ra được. Xem được không? Ô. Nóng lắm rồi. Nó hết rồi. Vừa rồi mà có thêm mấy người thì chặt đổi ra bên kia thì hay hơn không nhỉ? Xem gì không? Cái dây á? Ui à? Chắc là cái con kiến đốt này không ạ? À, ông đang đo xem là lấy đến đâu các bác ạ. Đo xem lấy đến đâu không? Đo xem lấy đến đâu à? Hai cháu thì đã chặt xong cây rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hai cháu là chẳng có chặt nữa. Chặt là những cành nó ra thôi. Nhiều cái lò rồi. Vào trong bảng thì lúc đầu vào thì quần áo là còn sạch sẽ một chút, nhưng mà một tí nữa là khi mà xong thì hầu như là quần áo cũng lấm hết bùn rồi. Có cái này ấy, cả ngày thì lấy cỏ, lấy dâu lĩnh như là. Không mặc nào mới không nhỉ? Mặc nào mới để trừ khi là mặc đi đâu thì nếu mà đi ăn cưới hay là đi đâu thì lại lấy bộ nào đẹp đẹp không nhỉ? Đẹp không 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 đỏ đi mua bao nhiêu nó đi mua à? Bao tiền một bộ không? 200.000. Thế là áo tôi từng nùng nè, áo phổ thông thôi, áo kinh thôi. Ông có nhiều đấy. Ông có cắm mí trước. Cắm mí đấy. Đó, bây giờ nó làm bán. Bây giờ nó làm bán tiểu không nhỉ? Trước là Trung Châu là đắt lắm đấy. Và ở Trung Châu là xem.
xuống cả cháu đây à. Chắc lắm vũ à. Cuối như thế trước ông có một cái bán đi cho cái ông lịch trường công nhân của ông triệu hai triệu hai à ừ. Lâu chưa ông lâu rồi cái này thật là thế là còn thanh niên à là quốc thông nó không biết đây đâu bán cho mua 500 con à người kim nó bắt thái đấy bán không sao bán triệu hai lấy gì đấy mới lấy thớt đấy đấy em mua thì mới bán thớt chứ thầy dối đâu. Thế là thời xưa ông là ông có đi vào đi bộ đội không bác đi đào đường ấy gọi là công nhân đi một đường đấy không bác nhà được phát từ cái bộ mà áo trong quân đội áo bên đấy thì bán rất là đắt bây giờ thì ông bảo đó, đi vào chợ bên kia thì có nhiều loại hàng giả không? Công việc hôm nay đi xuống với ông các bác hiện tại nhà thì vẫn đang chờ đợi các bác ạ à, rất là mong các bác là thông cảm mong là các bác cùng cháu được điểm chờ đợi cái phần sơn với lại phần cửa của bác nhé và một lần cuối cùng thì xin cảm ơn các bác và chúc tất cả các bác là luôn luôn sức khỏe và gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống và các bác có theo dõi được những video của cháu được chia sẻ lên các bác để cho cháu được nút like này, một lần chia sẻ cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để cho giúp cho kênh bạn em này một mà lớn hơn và vững mạnh hơn để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn là khó khăn trên vùng cao à, như các bác có theo dõi được cái video của cháu được chia sẻ lên các bác thì cái tính của cháu được thì là khi mà cháu được đã tập trung vào là cái gì đó thì cháu được là phải làm xong thì cháu được mới chuyển sang tới công việc khác là như trước ở nhà hai ông cháu ở nhà ba ông cháu nhà em sửa các bác nó được chỉ tập trung vào nhà của em sửa ở nhà em sửa hoàn xong thì nó được đi xuống nhà ông còn là tiếp theo là nếu mà nhà ông xong thì nó được thế lại tiếp tục là tập trung vào những hoàn cảnh khác là nhiều hơn và rất là mong sẽ được sự trợ duyên của ông các bạn giúp đỡ tôi cho những hoàn cảnh và những số phận còn là khó khăn trên đường vào các bác nhé và hẹn gặp lại như ông bà cũng phương chịu sống tiếp theo trên kênh các bạn em xin chào các bác chào các em rất kỳ nhá.